chào các bạn à, hôm nay thì mình à, đang lắp đặt cái hệ thống tiết kiệm điện cho căn hộ cho thuê à, lý do là mình phải lắp đặt cái hệ thống này bởi vì là à, những cái khách mà thuê cái nhà này của mình ấy, thì à, thường là họ sử dụng điều hòa rất là tốn điện các bạn à, bởi vì cái khách ở đà nẵng thường là khách cái khách căn hộ này người ta hay thuê thường là những cái khách ở hàn quốc hoặc là những cái nước lạnh thì người ta có thói quen là người ta bật điều hòa liên tục cả ngày, kể cả lúc người ta không ở. Thông thường thì cái khách ở nhà mình ấy, thì họ sẽ chỉ ở buổi tối thôi. Ban ngày là họ đi du lịch mà họ thuê những cái căn hộ này để ở. Khi họ đi du lịch thì họ đi cả ngày. Nhưng mà họ luôn luôn mình đã gặp rất nhiều lần là họ luôn luôn bật điều hòa cả ngày và nó rất là tốn điện, rất là lãng phí trong lúc đấy nó không có ai ở nhà mà. Và thường họ sẽ bật cái mức lạnh nhất cực kỳ lãng phí. Như vậy là mình đã phải tìm được một cái phải tìm cái giải pháp để mình tiết kiệm để nó tự động tắt cái điện uh, của điều hòa khi mà họ không ở nhà thì uh, cái giải pháp của mình là đó là mình sử dụng một cái iBacon đây chính là cái iBacon này và một cái son -off, uh, uh, off basic R4 basic R4 bởi vì nó có bluetooth và mình sẽ uh, mình sẽ đeo cái iBacon này vào cái chìa khóa của mình uh, cái căn hộ này thì nó mình không sử dụng khóa số nhé ở đây việc sử dụng khóa số gần như vô nghĩa bởi vì là cái căn hộ này bên dưới nó có bảo vệ các thứ nên là kể cả, cả các bạn có khóa số các bạn muốn đi qua được đấy thì các bạn vẫn cứ phải khai báo với lại uh, bảo vệ bên dưới nên là cái việc dùng khóa số ở đây nó không cần thiết lắm đó thì mình sẽ đeo cái này vào cái chìa khóa và khi mà cái chìa khóa này nó đi xa khỏi nhà này uh, nó không nhận diện cái uh, sonar basic r bốn đây nó không nó không đi tách được cái này nữa thì lập tức nó sẽ tắt ba cái điều hòa trong phòng này nó có ba cái điều hòa nó sẽ tắt đi có nghĩa là khi khách không ở nhà thì họ cầm chìa khóa đi đúng không thì nó sẽ tắt ba cái điều hòa đó đó là cái cách làm của mình <laughs> thì mình đã quay lại cái video mà vừa lấy mình đầu lối các thứ bên trong này rồi bây giờ mình nói thêm qua một chút về cái giải pháp của mình à, mình phải làm như này bởi vì là cái hệ thống điện này là trước đây người ta đã làm sẵn này cái chủ đầu tư người ta đã làm sẵn hết tất cả mọi thứ rồi bây giờ sửa chữa lại cái hệ thống điện để cho nó thành thông minh nó rất là tốn kém và không cần thiết lắm. Chính vì vậy mình sẽ chỉ điều khiển ba cái điều hòa ở đây thôi. À, mình sử dụng một cái khởi động từ này, một con Sonoff BASIC R4 và một cái này, Và mình sẽ kết nối với cái hệ thống Apple HomeKit ở nhà mình. À, mình không, các bạn chú ý là ở đây mình không dùng Apple HomeKit ở cái nhà này nhé. Tức là cái nhà này mình không hề có HomePod hay là Apple TV gì đâu. Và mình sẽ kết nối cái Sonoff BASIC tới cái hệ thống nhà thông minh ở, ở nhà mình luôn. Cái nối bằng cách nào đó là mình sẽ sử dụng cái MQTT uh, Cloud, tức là mình flash cái ESP32 ở bên trong con slot basic R4 này và nó kết nối uh, mình cấu hình cái phần MQTT ấy uh, lên cloud và mình kết nối tới cái con uh, Raspberry Pi ở nhà mình. Đấy sau đó thì mình điều khiển nó ở trên HomeKit của mình thôi. Đấy các bạn thấy là đây là cái uh, cái HomeKit này là HomeKit nhà mình nhá. Đây là HomeKit ở nhà mình, cách đây hơn 10 km. Đấy nhưng mà mình vẫn có thể điều khiển được. Uh, cái uh, cái thiết bị ở đây Đấy. Lý do là bởi vì là mình vẫn điều khiển được cái uh, cái cái khởi động từ ở đây này. Đấy. Bởi vì là mình kết nối từ cloud. Đó. Thì cái phần này uh, tí nữa mình sẽ chia sẻ các bạn sau. Đó. Thì đó là cái 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 cách làm mình và khi mà mình điều khiển như vậy, mình tạo automation tất cả các thứ nhé từ ở cái home kit nhà mình, từ cái Apple home kit ở nhà mình. Đấy, và mình điều khiển lên trên này. Đấy, qua cái cloud. Đó, thì việc cái việc đấy nó sẽ giúp mình à, à, chủ động hơn à, trong việc thiết lập các automation và xử lý à, tất cả những cái vấn đề phát sinh từ cái căn nhà này từ xa. Thực chất thì mình có thể tạo những automation đấy ở trong cái firmware Tasmota được. Bởi vì trong Tasmota nó cũng cho phép mình viết code, rồi là script các kiểu ở bên trong, tạo các ruler các kiểu để mình có thể tạo một cái automation nhỏ cho cái việc mà khi mà không phát hiện ra cái key thì nó sẽ tự động tắt à, cái khởi động từ này cũng được. Tuy nhiên là nếu mà làm như vậy thì mình rất là khó kiểm soát từ xa và nếu mà nó xảy ra lỗi liếc gì đấy hoặc là vấn đề gì đấy mình kiểm soát từ xa rất là khó. Vì vậy là mình quyết định là cho nó lên cloud để mình quản lý từ nhà mình luôn bằng app HomeKit nhà mình luôn. Đấy, và mình cũng cấu hình cho cái cái sort of basic này nó sẽ tự động vào chế độ on khi mà mất điện và có điện. phòng cái trường hợp mà nó bị mất mạng gì đấy nó không chạy được automation này mà nó đang ở chế độ off này thì khách hàng có thể đơn giản là chỉ cần tắt cái automat tổng ấy đi và bật lại thì lập tức nó sẽ vào cái chế độ on luôn và nó sẽ on luôn cái khởi động từ ở đây đồng nghĩa với việc là tất cả những cái điều hòa nó sẽ chạy ngay đó thì mình có quay lại cái đoạn mà mình test cái khởi động từ này cũng như là cái ipad cần cho bạn xem các bạn có thể xem ở đây à, sau khi mình đã đấu xong hết điện các bạn nhìn nè đây là cái son off mini r 4 của mình à, quên son off basic r 4 và đây là cái khởi động từ này À, mình đấu qua đây để điều khiển uh, tất cả hệ thống uh, máy lạnh ở phòng này và dựa theo một cái uh, IP để mình tạo một cái uh, cái cảm uh, biến hiện diện. Các bạn chú ý là ở cái nhà này nhé thì không hề có homepot các kiểu gì nữa. Tất cả mình kết nối qua MQTT cloud hết. Tức là cái uh, sổ đọc basic R4 này nó sẽ đẩy lên cloud. Sau đó thì uh, dữ liệu nó sẽ truyền về nhà mình. Đấy, và mình áp vào home kit rồi đây là cái giao điện điều khiển cái son mình sẽ thử điều khiển để các bạn xem này bật này đấy, khi mình bật ra là các cái điều hòa ở kia nó sẽ kích hoạt tắt đi nó sẽ tắt này đấy, tắt điều hòa đấy, và mình đã đưa lên home kit lên home kit hôm kit ở tận nhà mình nhé không phải ở nhà này nhé nhưng mà mình vẫn điều khiển được này đó đấy, thấy vì nó sẽ đẩy qua cloud hết các bạn Tức là đấy, các bạn bấm mình thêm mình bấm nó đi lên một tí bởi vì nó sẽ phải đẩy lên cloud Đấy, mình sẽ truyền cái dữ liệu từ con son basic r4 này qua cái mqtt cloud và về cái home Read nhà mình sau đó mình add vào cái home kit mục đích mình làm như thế là để mình điều khiển mọi thứ ở trên cái home kit nhà mình cho nó dễ và mình sẽ tại chạy automation ở nhà mình luôn bây giờ nó có một cái cảm biến hiện diện này đây đây chính là cái cảm biến đặt tên là key nó chính là cái này chính là cái Icon này bây giờ mình sẽ test thử mình sẽ tạo một cái automation mình test thử mình sau đó mình sẽ bảo thằng cu cho mình nó đi ra khỏi cái phòng này xem là nó có tự động nó tắt cái điều hòa cái không nhá đây mình sẽ thử tạo một cái automation là mình áp một cái automation ở đây là khi mà nó không thấy có sự hiện diện của cái key cái chìa khóa này nữa thì nó sẽ tắt nó sẽ tắt cái, um, cái switch Sẽ tắt cái uh, khởi động từ này đi Tức là có nghĩa là nó sẽ tắt hết cái điều hòa Ở trong cái phòng này Đấy. Đây Chính là cái này, đặt này, cái này. Sẽ đặt Nó là off oh. Đấy mình Đặt tên cái này là uh, No key đi mình Đặt test thử cái đã Tên nó này tí tìm cho dễ Rồi oh, bây giờ mình sẽ test thử Bây giờ mình sẽ bật lên này vì hiện tại là cái kia nó vẫn ở trong phòng này nhá Thì nó vẫn sáng lên nhé Nó vẫn có sự hiện diện nhé Mình sẽ bật thử cái uh, Khởi động từ lên để cho nó kích hoạt các cái điều hòa ọp. Tạch phát các bạn nhìn thấy điều hòa nó đang chạy Nghĩa ơi bố nhờ cái Nghĩa Nghĩa ơi bố nhờ cái Con cầm cái, cái Cái cục này Con đi ra ngoài kia Đi ra ngoài chỗ thang máy ấy. Cứ đi ra đấy đi Bố xem là nó có chạy không Vui, không vui gió nó thổi mạnh ở đây gió biển thổi mạnh. đi ra chỗ thang máy nhá mình sẽ xem cái cảm biến liên diện nó hoạt động hay chưa này nó phải một lúc tại vì cái 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 uh, bluetooth này nó sẽ quét 10 giây một lần thì bà Đấy, đi cùng anh nghĩa ra đấy nè sợ là ra đấy nó vẫn chưa hết nó vẫn nhận ra đi xa hơn tí bà anh nghĩa đi xa hơn tí đi ra tít đầu kia đi để cho nó xa vào để nó không bắt được sóng nữa à, tất cả những cái automation này nó sẽ chạy ở từ nhà mình nhé Từ cái home kit ở tận nhà mình cơ Tức là một cách đây hơn 10km à, Nó không phải ở nhà này đâu Nhưng mà bởi vì nó vẫn hoạt động là bởi vì là mình đã kết nối nó lên cloud đấy các bạn thấy là nó chạy rồi đấy nó tắt rồi nhìn thấy không đấy, điều hòa tắt luôn đấy, key này kỳ hiệu cũng nguyện ăn rồi ok 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 đi quay lại đây đi quay lại đây đi quay lại đây quay quay vào đây đi Đấy, bây giờ cho bọn trẻ con nó quay về đây nó cầm cái kia đấy về đấy, nó hiện luôn các bạn nhỉ nó hiện luôn bây giờ mình sẽ chỉ cần tạo một cái automation nữa là khi mà xuất hiện cái kia này thì nó sẽ bật cái uh, cái khởi động từ khởi lên, đồng nghĩa với việc điều hòa như vậy là mình sẽ tiết kiệm được điện. đó. đó. <cười> 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 OK, con này rồi. Bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cái dịch vụ MQTT Cloud mà mình đang sử dụng thì mình uh, sử dụng cái dịch vụ MQTT Cloud của HiveMQ các bạn. Ạ. Đây, các bạn thấy là HiveMQ và mình sử dụng cái gói free free của nó thôi, gói miễn phí. Thì nó cho phép mình kết nối 100 cái thiết bị IOT Vào trong cái gói này và Miễn phí 10GB GB dung lượng Trong một tháng Và dữ liệu sẽ được lưu 3 ngày đó, Sau 3 ngày thì nó sẽ xóa cái dữ liệu cũ đi và cái Dung lượng tối đa của một cái tập tin khi gửi đó là 5 MB Thì với cái gói miễn phí này thì mình dư sức để điều khiển uh, những cái yêu cầu của mình rồi. Thực sự thì với những cái mà cái gói free của cái MQ uh, Hi và MQ này nó cung cấp ấy, thì mình thừa sức để mình có thể điều khiển được cả một căn nhà cơ chứ không chỉ một, một cái project nhỏ nhỏ như này đâu. Đó. Thì đây là thông qua về một chút về cái gói uh, MQTT Cloud của mình đã sử dụng. Cái này thì nếu các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể vào đây các bạn đăng ký nghiên cứu sử dụng cũng rất là dễ sử dụng thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ kết nối thử cái MQTT từ cái ở nhà mình nhé Đây là mình đang sử dụng máy tính ở nhà rồi. Còn cái thiết bị kia thì mình đang để ở cái nhà cho thuê, cái căn hộ cho thuê là cách đây cũng khá xa rồi. Mình sẽ thử kết nối vào. Đây mình kết nối qua cái cái MQTT Explorer đấy thì mình có thể kết nối vào đây này. Đó. vào đó rồi. Và khi mà mình đưa lên HomeKit ở nhà thì mình đưa qua cái home read. Đấy sử dụng cái MQTT Uh, thinh à, mình sẽ thể quay cho các bạn xem cái, uh, cái cấu hình này. đấy mình đang cấu hình hai cái này tất nhiên là mình uh, sẽ không ấn ở bên trong ở bên trong là liên quan tới cái phần bảo mật của mình nữa đấy các bạn có thể nhìn thấy hai cái này mình cấu hình qua mình lấy cái thông tin MQTT ở uh, qua cloud thì bạn bây giờ mình sẽ thử điều khiển trên HomeKit kit uh, để xem nó có hiện lên trên cái uh, MQTT Explorer được không nhé? Đấy, ví dụ uh, cái uh, key ấy, thì uh, mình không thể điều khiển được bởi vì nó liên quan tới cái cái ip đấy nhưng mà mình có thể điều khiển được cái cái uh, cái khởi động từ ấy và qua cái nút này ở đây này on một cái đấy các bạn nhìn thấy không nó có cái lạnh luôn khi mình on là nó có cái lạnh luôn đấy đó mình off đi này đấy các bạn thấy không đó thì nó sẽ tự nó sẽ truyền dữ liệu lên cloud và từ cloud nó đẩy vào cái sau đó basic R4 của mình đó. Và tất cả những cái à, automation ấy mình sẽ điều khiển ở nhà được luôn. À, tất cả những automation này mình đều điều khiển ở nhà được. Và mình đã tạo hai cái automation của cái này rồi. Đó là khi mà có key và khi mà nó phát hiện ra chìa khóa ấy, thì nó sẽ lập tức đóng à, nguồn cho cái khởi động từ để kích hoạt các cái à, điều hòa của mình nó hoạt động trở lại và khi nó không phát hiện ra cái chìa khóa thì nó sẽ uh, chạy một cái automation. Ở đây mình cho nó chạy một cái automation là à uh, đợi 30 giây. Đấy, nếu mà nó vẫn không phát hiện ra cái uh, chìa khóa thì nó sẽ tắt cái ba uh, cái điều hòa mình đi. Còn nếu mà nó phát hiện ra cái chìa khóa thì nó sẽ dừng cái sốt cắt lại. Đấy để trường hợp mà uh, người ta đi đâu đấy hoặc là bất chợt nó mất sóng của cái uh, khi mất sóng trong thời gian ngắn thôi thì uh, nó vẫn đảm bảo là tất cả những cái điều hòa nó không bị tắt đó đó là cái auto mình mình làm đó thì nó đơn giản như vậy thôi uh, cái cách cấu hình các kiểu nó khá là dễ các bạn sử dụng tắt này khi mà các bạn đăng ký cái mq uh, hi vào mq này thì nó đều có hướng dẫn và các bạn cấu hình ở trong cái firmware tắt motor nó rất là dễ dàng các bạn có thể đó. thấy là từ việc khai thác sử dụng cái iPad nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà chúng ta có thể giúp ích cho cái việc mà điều khiển phát hiện được cái người khách có ở nhà hay không nó khá là tinh tế hay hơn rất nhiều so với việc các bạn sử dụng những cái ổ cắm từ cái 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 kỳ kỳ mình thấy một số khách sạn sử dụng cái kỳ nhưng mà những cái đấy có thể nó sẽ không phù hợp cho những cái căn hộ cho thuê lắm bởi vì là như vậy thì khách người ta có thể là người ta không phải làm thoải mái lắm còn với sử dụng cái ibcon này mình nghĩ nó sẽ tinh tế hơn và nó sẽ phù hợp hơn uh, cho những cái căn nhà mà cái hệ thống điện nó đã đi sẵn rồi. À, và cái việc sửa chữa lại nó mất thời gian và mất tiền bạc nhiều. Thì chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống như của mình này. Thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. À, mình chỉ cần có vài thiết bị thôi. Tổng chi phí cho cái hệ thống này của mình thì nó lanh quanh uh, chưa đến 300 000 các bạn. Bạn chưa đến 300 000 Và trong cái căn hộ này có thể tương lai mình sẽ set up thêm cái hệ thống uh, Uh, hệ thống nước nóng nữa hệ thống nước nóng tự động thông minh nữa và một số thứ thứ khác nữa uh, và tất cả mình sẽ triển khai qua MQTT Cloud hết cái MQTT Cloud này nó khá là hay và nó giúp cho chúng ta uh, có thể kết nối được tất cả những cái thiết bị từ xa uh, vào cái hệ thống nhà thông minh mà ở nhà các bạn nó cũng khá hữu dụng ngoài cái công dụng là là điều khiển cái hệ thống điện ở trong căn hộ à, từ xa như của mình thì các bạn có thể ứng dụng vào những cái lơi ấy và cái điều kiện khắc nghiệt ví dụ các bạn làm nông nghiệp chẳng hạn à, và các bạn có các cái thiết bị máy bơm rồi cảm biến các kiểu mà nó ở cái ngoài đồng ấy ngoài đồng thì nó những cái lơi đấy thì nó không có những cái nhà các thứ không? chưa không có hạ tầng với internet các thứ đúng không thì các bạn có thể kết nối nó tới cái hệ thống 3g sau đó thì các bạn truyền qua cái hệ thống MQTT Cloud này. Sau đó dữ liệu nó sẽ gửi về nhà các bạn và các bạn xử lý ở nhà Nó sẽ rất là chủ động Đấy, thì các bạn có thể áp, áp dụng cái MQTT Cloud này khá là hay Mình thấy cái cái phương pháp sử dụng cái MQTT Cloud này cũng khá là hay Các bạn có thể nghiên cứu ứng dụng vào trong cái nhu cầu của các bạn Đấy còn à, đối với cái việc của mình thì nó hoạt động khá là ngon mình khá là lòng mình test tiếp thử OK. Video ngày hôm nay thì nó chỉ như này thôi. Mình hy vọng là cái video này nó có ích với các bạn, giúp các bạn có thể tạo ra nhiều cái ý tưởng cho những cái nhu cầu về nhà thông minh của các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.